Một nghị sĩ Ukraine tiết lộ Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đã đồng ý làm đại sứ tại Anh, trong khi các binh sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến tỏ ra lo lắng về kế hoạch thay đổi lãnh đạo quân đội của Kiev. Hãng tin TASS hôm 5 tháng 2 dẫn lời nghị sĩ Yevgeny Shevchenko nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tướng Zaluzhny có thể đã chọn nghỉ hưu chính trị. Theo nguồn tin của tôi, ông Zaluzhny đã đồng ý làm đại sứ tại Anh. Ông ấy nhiều khả năng sẽ đến đó và chúng ta đều biết rằng những người rời khỏi đất nước để làm đại sứ đều là người nghỉ hưu chính trị. Không ai trong số họ quay trở lại vị trí cũ. Đây là truyền thống của Ukraine. Tôi không thích phải làm người hâm mộ ông Zaluzhny thất vọng. Vì nghị sĩ cho rằng nếu ông Zaluzhny chọn ở lại Ukraine và bắt đầu xây dựng sự nghiệp chính trị, ông chắc chắn sẽ có tương lai tốt. Theo dự đoán của nghị sĩ Shevchenko, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có thể từ chức vào ngày 8 tháng 2. Thông tin về việc ông Zaluzhny bị bãi nhiệm xuất hiện vào cuối tháng 1 khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gợi ý ông Zaluzhny nên tự nguyện từ chức. Ông Zaluzhny được cho là đã mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky về cách tiến hành chiến sự. Theo Reuters, quân đội muốn huy động thêm nửa triệu binh sĩ trong năm 2024, nhưng Tổng thống Zelensky phản đối. Khả năng ra đi, tiềm năng của ông Zaluzhny được cho là cũng xuất phát từ thất bại của cuộc phản công hồi năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 4 tháng 2, ông Zelensky cho hay đang cân nhắc thay thế Tổng tư lệnh Zaluzhny trong kế hoạch cải tổ bộ máy quân sự. Trong khi đó, các binh sĩ đang chiến đấu tại miền Đông tỏ ra lo ngại về kế hoạch này, nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự hiệu quả sẽ phụ thuộc vào người sẽ lên thay. Hãng tin Reuters hôm 5 tháng 2 dẫn lời chỉ huy một đơn vị chống tăng ở mặt trận Avdiivka nói, tôi nghĩ rằng việc bãi nhiệm sẽ không phù hợp vào lúc này, bởi trên chiến trường, bạn không thay đổi các chỉ huy. Chỉ huy này cho rằng bất cứ ai lãnh đạo cũng phải làm những điều mà ông Zaluzhny đã kêu gọi, bao gồm huy động thêm binh sĩ mới và cung cấp số lượng lớn máy bay không người lái UAV. Một đại đội trưởng khác bình luận, nếu chính phủ muốn thay đổi ai đó, những thay đổi này nên giúp mọi thứ tốt lên, không phải là tệ đi. Còn sĩ quan Mikula, chỉ huy một nhóm pháo binh cho rằng ông Zaluzhny đã bị vướng vào một mâu thuẫn chính trị. Ông nói, mọi người cho rằng chúng tôi đã đạt một số thành công trong năm 2022, nhưng năm 2023 thì không được như vậy. Điều đó không có nghĩa ông Zaluzhny đang điều hành quân đội không tốt. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.